Xin chào các bạn, trước mặt các bạn đây là bình bảo ôn năng lượng mặt trời sử dụng vỏ nhôm sơn tĩnh điện đã bị nổ. Thì cái máy này đã sửa đi sửa lại bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn còn bị rỉ. Nguyên nhân là thứ nhất là do mấy dàn rong này sử dụng lâu ngày quá nó bị chai. Nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là do ở đây ngày trước sử dụng nước giếng. Nó sử dụng nước giếng. Nó làm ăn mòn kim loại nặng, nó ăn mòn, nó làm hư cái ruột inox bên trong rồi. Thì tiến hành sửa và thay rong mà vẫn không hết được rồi. Nên chủ nhà quyết định gọi tới trung tâm năng lượng mặt trời Thành Phát để thay cái bình mới này. Thì đây nó là máy 120 nít và thay thế vào là máy 130 nít cho các bạn, 12 ống nha. Thì các bạn để ý nhìn bên trong này, nền nước rất là dơ. Các bạn nhìn thấy phèn nó chảy mục tôn luôn rồi, cho nên là phải sửa ngay lập tức, nếu không thì nó sẽ dẫn tới hiện tượng là mục tôn và có thể là nó nặng, bình bảo này nặng quá nó gây hư chân, nó có thể sập cái dàn chân này gây nguy hiểm. Thì để thay thế bình bảo ôn này thì các bạn thì chọn dung tích phù hợp như thế này, và bây giờ các bạn nên chọn cái loại là bằng inox, các bạn thì công nhận nên giải bỏ kém nha. Thì dòng vỏ kẽm này nó xài lâu đời rồi, bên mình thay thế đi rất là nhiều, thì cái dòng vỏ kẽm này không phù hợp với này ở trong này, không phù hợp với các tỉnh Đông Nam Bộ rồi. Thì nó đã lựa chọn được bình 20 ống 130 lít, thì vừa hai ống ở đây để thay lên. Bình cũ này đã xài lâu rồi, khách hàng xài được 11 năm rồi, bây giờ thấy nó xấu quá là khách hàng muốn đổi bình mới bằng inox cho nó liền. Thì giờ đây dàn chân này, dàn chân sơn tĩnh điện thì vẫn còn sử dụng được, nên là ta tận dụng nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đưa bình cũ xuống. Vâng. Như vậy là thì mình đã đưa cái bình cũ xuống rồi. Lấy cái rẻ nâu nâu này đi em. Đấy, chú mượn cái gì lau cái. Bây giờ ta cần vệ sinh cái dàn chân này đi để cho nó khỏi ố này. Để cái này xuống này. Nhưng nghe thật à. Anh đang quay video quên. Chỉ bắt là nghe giọng đúng như hồi sáng trên em vậy. Nghe đâu? Vào đấy đi. Nhìn này. Vào đấy là ở ấy mà. Mang mở bên kia ra đi. Được rồi. Nào đi. Mở hết mà. Đưa dàn chân ra rồi nha các bạn. Thì đây trước mặt các bạn đây là bình bảo ôn Daikin Solar Titanium. Thì đây là bình có dung tích 130 lít. Thì theo như mình nhận định là nó khá vừa với cái bình đấu này nha các bạn. Như các bạn thấy chân cẳng là đầy đủ nhau. Ở dưới có mấy thanh bán nguyệt đều vừa khít ốc như nhau nha. Thì các bạn khi các bạn lựa bảo ôn thì các bạn nên thay bảo ôn thì các bạn lựa chọn những cái
Anh nhấc lên đi, anh để cho nhấc lên đi. Có những cái ốc nó vừa vào với nhau nha. Rồi kéo sang. Chưa được. Rồi. Cầm vào cái lỗ kéo sang. Thì cơ bản là ống nước nóng ở đây nó đã mịt mục rồi. Bên mình đã kín mái cho và đi cho đường ống nước nóng mới để đạt hiệu suất cao. Sơ đồ cấp nước thì nó vẫn như vậy cả, không có gì khác nhau cả. Thì dưới đây thấp nhất đây thì vẫn là ống nước cấp lạnh vô, còn trên cao này là ống thông hơi, còn bên kia là ống nước nóng ra nha các bạn. Ống nước nóng ra bên này nha. Khi mà ta đã bắt kịp đủ những đèn chéo này vào rồi, thanh báng đỡ này vào rồi, ra tiến hành cấp đầu đường nước cấp vô bồn, đầu đường nước cấp vô bồn để cho nước vô bồn nha các bạn. Từ từ em, đánh đấu cái này vào đó. Cho con một chai đầu rửa chén chú ơi. Chai nước rửa chén. Cái này thì chú với chú cháu thấy là thích nhất rồi. Rồi, thì đây là đường ống hơi lên nha các bạn. Ống hơi đây. Này không ơi, con này bạn này. Rồi sau khi mình đã cấp đường nước vào hết rồi thì các bạn biết là bây giờ mình phải làm gì không ạ? Thì giờ bây giờ mình sẽ cho các ống thủy tinh vào và xúc xả các ống thủy tinh sao cho nó sạch nha. Thì mình cũng đã giới thiệu nhiều các bạn rồi. Thì bình bảo ôn Solatita, Daikin Solatitalium này cũng là chất liệu đặc, chất liệu inox 304 với độ dày 0,45mm, vỏ inox 304, lớp form dày 55 phân. Hàng sản phẩm được dập lỗi đây nha các bạn, trong hàng giả nha. Thì các bạn có nhu cầu mà thay bình bảo ôn cứ mạnh dạn liên hệ Thành Phát để thay tư vấn thay thế các loại dòng bảo ôn này nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đốt ống thủy tinh vô. Thì để đốt vô thì các bạn cần bôi trơn cái này đi nha các bạn. Dưới đây ống đi. Ở đây có phèn trắng. Các bạn bôi trơn cái này đi để các bạn tiến hành các bạn đẩy nhà vào đây. Rồi các bạn xây vòng tròn ở đây này. Ở dưới đây nó có cái đáy nha, từ từ. Có cái đáy thì các bạn nhớ cẩn thận nó lủng nha. Rồi mình sẽ xem hai bóng hai bên trước nha. Mời ông tiếp bên này đi kỹ sư ơi, phó giáo sư tiến sĩ ơi. Phó giáo sư tiến sĩ quay vòng tròn cái ống thử đi. Quay vòng tròn đi. Rồi các bạn phải lau sạch cho đi. Rồi các bạn bôi trơn này đi. Rồi các bạn tiến hành cho vô này. Rồi từ từ nhá. Rút vô nha. Rồi các bạn tiến hành cách tròn đi nha. Ở đây đó. Các bạn thấy cái này nó có cái nốt tròn thì các bạn chú ý nha. Rồi quay vòng tròn đi. Rút vô đi. Rồi. Thì ta thao tác lần lượt tất cả đều như vậy. Tiếp tục đã đút lần lượt các ống thủy tinh thì các bạn nên xả ra một xíu nha. Các bạn xả ra tầm vài ba phút để cho những cái giờ nó ra cho đường này ra. Các bạn có thể đút vào luôn. Rồi. Các bạn có thể đẩy vô luôn. Trên hai vòng nữa. Đấy, như vậy là hoàn thành.
thì trong quá trình sử dụng mà các bạn có cần tư vấn về các dòng sản phẩm năng lượng mặt trời hay các loại bình bảo ôn cũng như phụ kiện của bình năng lượng mặt trời như rong, ống thủy tinh, dàn chân, dàn bình bảo ôn lên điện trở ra nhiệt, các dòng liên quan đến bình năng lượng mặt trời thì truy cập trang web năng lượng mặt trời Thành Phát hoặc là gọi số điện thoại hotline 0825 588 599 để được tư vấn các dòng sản phẩm thay thế, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa. Còn bây giờ thì xin chào các bạn.